Trước mắt các bạn chính là khu chợ bán vàng ròng nguyên chất theo ký của người dân Dubai, nơi mà chỉ cần ăn mày cũng có thể trở thành triệu phú. Không phải bán theo sợi, cũng không phải bán theo từng món đồ mà bán luôn thành từng ký vàng nhé các bác. Đây là một gian hàng bình thường trong hàng trăm gian hàng tập trung tại khu chợ vàng nổi tiếng nhất nhì Dubai. Tất cả những món đồ xa xỉ từ trang sức cho đến siêu xe đều có thể tìm được ở đây chỉ cần bạn có đủ tiền để hút chúng về. Hàng trăm những gian hàng lớn nhỏ khác nhau với số lượng vàng treo kín trong cửa hàng khiến cửa hàng chẳng cần đèn đóm mà vẫn bừng sáng. Một số các đại gia ở Dubai khi đi đến chợ vàng này còn vác theo hẳn chiếc xe rùa để đẩy vàng đi cho tiện. Cả những bộ lễ phục truyền thống của Dubai cũng được biến tấu đa dạng và dĩ nhiên được làm hoàn toàn từ vàng nguyên chất. Người ta thường bảo thấy tiền thì sáng mắt ra, sang đến khu chợ này chắc mù luôn cả hai con mắt bởi lượng vàng rải rác đầy rẫy xung quanh. Sản xuất vàng cũng cực kỳ thời thượng khi bắt kịp xu hướng dịch bệnh với chiếc khẩu trang vàng có giá sương sương 17 triệu này. Chẳng biết có ngăn được con virus nào không nhưng trông thời thượng là được, người có tiền làm gì cũng đúng. Tin đồn